Đồng hơi mà sao biết đó. Taxi chờ à, chị dù chị nè.
Bằng cái thứ đâu chặt lòng nữa từ bên đường đâu này đâu từ mình biết đó kho tiền kho bao nhiêu chặt lòng này để cho mình chặt được sắp thì nó hồi bao nhiêu này đang cây với đâu mà vừa có bao nhiêu lòng rồi đây đang cây rồi lòng chân rồi bán thì lên vừa máu ba nó lòng được để cho anh đấy mà cần đấy các bạn cần đấy lòng mỗi người ăn cơm là đông xanh thôi này con cho mà nó như khăn khô rồi khăn tinh rồi chuyện là ấy chưa mẹ ai nó nghe được nó mẹ mẹ hồi lúc chào hồi lúc chào nó thì nó không rất là thấy cái đó phải lên cái bên xin lại này cắt lấy cái lấy từ từ rồi nó cắt lấy cái lấy chơi tay tay mềm đó dài cho nó ngon dài tiền kia rồi đi chung máu tay tay ra rồi để tới rồi này mình đi chung với chị cho nên mua được sao vậy? Mua được sao thì ăn đi. Cầm bông cái cá nào này, nhiệt độ tập nhiệt độ tập ngon đấy mình thấy không? Đây cái xì đã có rồi. Tại vì con mình đặt bái mà chết ở thôi rồi. Ở bên chơi mà kia có mà cái bái ở bên đường cà phê mà còn nữa. Bây giờ. Tương lai ở kia có cho đi. Tương lai cứ cho ta một lần rồi một lần mà đấy cái này mình nhiệt lên quá ta có thêm lực lên chưa ăn luôn. Giờ mới bởi vì một chút tiền đó. Tôi đã đang hộp bật ra. Vậy thì mình dùng cái bản hộp. Nó ngoan được sao bật ra. Cái gì vậy? Quà ra mình. Phung 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 phung. Cái quà nó hộp bật ra. Bật ra rồi. Cái da banh là ngon. Cái da đây. Làm tập cho ai tôi ở trong cao tư thì xa rồi mà chơi thường ra à tiếp cái là tự nhiên là tập kiện cái đứa bé tư nữa mà tập kiện tư cho nó tập kiện sao nó cũng tư cái này nó tư nhỉ nè chẳng sao mẹ con mà đai cho ông chẳng nữa con mà đai đi cho ông có miệng cho mình chưa làm tay luôn ai dân chắc cái này bắt học mai mà ngon được rồi